những điều khác lạ về tiểu bang Alaska. Alaska là một tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ, có diện tích là 1 triệu 717.856 km vuông, gấp hai lần diện tích của tiểu bang lớn nhất trong nội địa Hoa Kỳ, tức là tiểu bang Texas, và cũng là một tiểu bang có cư dân thưa thớt nhất với mức độ trung bình chỉ có 1.2 người trên 100 dặm vuông. Alaska là một tiểu bang tuyệt đẹp của Hoa Kỳ, sẽ trả 1.000 Mỹ Kim một năm để chuyển đến ở. Những công dân Mỹ thường trú ở Alaska không phân biệt tuổi tác, trong đó bao gồm cả trẻ em, sẽ nhận được một khoản tiền lợi nhuận hàng năm từ Quỹ Vĩnh Viễn của tiểu bang Alaska. Đây là một trong những biện pháp của chính phủ tiểu bang Alaska nhằm thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc tại vùng đất lạnh giá nhất nước Mỹ. Quỹ Vĩnh Viễn Alaska được thành lập vào năm 1976 dưới thời thống đốc Jay Hammond và được Alaska Permanent Fund Corporation, một đơn vị trực thuộc chính quyền tiểu bang cai quản. Tuy nhiên, đến năm 1980 thì người dân Alaska mới chính thức nhận được khoản lợi nhuận lần đầu tiên và tiếp tục được duy trì cho đến nay. Số tiền lợi nhuận mà người dân Alaska nhận được có sự thay đổi hàng năm tùy thuộc vào thị trường chứng khoán, giá dầu mỏ và nhiều yếu tố khác. Tính đến tháng 10 năm 2017, khoản tiền lợi nhuận thấp nhất mà một cư dân sinh sống ở Alaska nhận được là 331 Mỹ Kim vào năm 1984 và cao nhất là 2.072 Mỹ Kim vào năm 2015. Alaska giáp với Canada ở phía đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc với Thái Bình Dương ở phía tây và phía nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển Bering và Alaska chiếm gần một nửa sông băng của thế giới. Song vùng đất lạnh lẽo giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ đổi chủ sau một thương vụ kỳ lạ cách đây hơn 150 năm. Người Nga bắt đầu định cư ở Alaska vào năm 1784, nhưng rất hạn chế, chưa đến 1.000 người. Theo tờ New York Times, Business Insider, History, Conversation, thì khoảng thế kỷ thứ 19, lãnh thổ Alaska của Nga còn là một trung tâm thương mại quốc tế tại thủ phủ của Alaska Novo Arkangel ngày nay là Sicker giới thương nhân đã buôn bán vải vóc trà trung cộng và thậm chí đá lạnh ở đây cũng phát triển ngành đóng tàu và rất nhiều nhà máy hay các mỏ khoáng sản đặc biệt là vàng theo một số nhận định thì nga quyết định bán Alaska bởi thứ nhất Nước này có phần thấm mệt sau cuộc chiến Crimea năm 1853 đến năm 1856 và không mấy hào hứng với việc phòng thủ cho một lãnh thổ hải ngoại ở Bắc Mỹ. Thứ hai, Nga lo lắng rằng Anh quốc sẽ chiếm giữ Alaska nếu xung đột xảy ra trong tương lai. Thứ ba, là Nga lo cho Mỹ có thể xâm chiếm Alaska và Nga sẽ mất trắng lãnh thổ hải ngoại này. Khi đó, không có nhiều người Nga mặn mà với Alaska bởi vì nó nằm quá xa đất liền Nga, khiến việc đi lại và liên lạc rất khó khăn, trong khi thời tiết vô cùng khắc nghiệt, không thuận lợi cho việc hoạt động canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, một thực tế là Alaska rất khó phòng thủ. Trước sự ép lực từ lực lượng của quân đồng minh, Nga khó bảo vệ được Alaska vì các tuyến đường biển ở đó đã bị kiểm soát bởi tàu của quân đồng minh. Lúc này thì kinh tế Nga bắt đầu khủng hoảng, xa hoàng cần tiền để xây cất và hiện đại hóa mọi thứ càng nhanh càng tốt. Cho đến ngày 30 tháng 3 năm 1867 tại Washington, dc Ngoại trưởng Mỹ khi đó là William Seward và công sứ Nga là Edward de đã ký hiệp ước bán Alaska cho Hoa Kỳ. Theo đó, Nga đồng ý bán vùng đất rộng xấp xỉ 1.7 triệu km vuông cho Hoa Kỳ với giá là 7.2 triệu Mỹ Kim. Đến tháng 4 năm 1867, thì Thượng viện Mỹ phê chuẩn thương vụ và Tổng thống Mỹ lúc đó là Andrew Johnson ký thông qua chỉ một tháng sau đó. Nga chính thức bàn giao Alaska cho Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1867. Việc chuyển giao đất đai diễn ra tại Novo Kongel. Binh sĩ hai bên đứng thành hàng, bên cột cờ, lá cờ của Nga bắt đầu hạ xuống. Sau đó thì người Mỹ bắt đầu tiếp nhận các tòa nhà ở thị trấn và đặt tên là Sika. Thương vụ nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của Nga ở Bắc Mỹ khi trao cho Hoa Kỳ chìa khóa ở vành đai phía Bắc Thái Bình Dương. Mặc dù tất cả bất động sản hội đồng tư vấn tài nguyên và ủy ban ở Alaska đã chuyển sang quyền sở hữu của Hoa Kỳ, nhưng tổng giá trị của nó thấp hơn đáng kể so với giá chuyển nhượng. Theo các đối thủ của Hoa Kỳ trong thỏa thuận, phần còn lại của Alaska không có giá trị kinh tế. Ngày nay Alaska là một trong những tiểu bang giàu có nhất của Hoa Kỳ với GDP hàng chục tỷ Mỹ kim nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như dầu mỏ, vàng và cá cũng như vùng đất hoang sơ rộng lớn. Ngoài lợi nhuận khổng lồ từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, Vùng đất này còn tạo ra vành đai bảo vệ Hoa Kỳ khỏi sự tấn công của các nước Tây phương. Tuy vậy, không phải ngay từ lúc đầu thương vụ này đã nhận được sự ủng hộ của người Hoa Kỳ. Nhiều người đã chế nhạo ngoại trưởng William Seward vì thương vụ mà họ cho là điên rồ. Họ chỉ ra những mất mát của Nga đã nếm phải và lập luận rằng nếu mua lại Alaska thì Hoa Kỳ sẽ phải gánh những mất mát đó. Thực tế, trong gần 30 năm đầu, sau khi mua lại Alaska thì Hoa Kỳ gần như không ngó ngàng đến vùng đất này. Alaska được điều hành thông qua các quy tắc quân sự, hải quân và tài chính. Năm 1884 thì Hoa Kỳ lập một chính quyền dân sự ở Alaska, đồng thời ban hành luật khai thác tài nguyên. Chỉ một thời gian ngắn sau đó thì hợp băng Alaska trở thành mảnh đất màu mỡ, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Hoa Kỳ. Một cuộc chạy đua tìm vàng bắt đầu tại Alaska đã mang về cho Hoa Kỳ hàng trăm triệu Mỹ kim. Ngày nay, 25% dầu lửa và hơn 50% hải sản của Mỹ đến từ Alaska. Với khoảng 10.000 km đường bờ biển, Alaska sở hữu vùng biển rộng lớn và tạo ra nguồn lợi khổng lồ từ việc đánh bắt và khai thác thủy hải sản. Số lượng thống kê cho thấy rằng tiểu bang này đã cung cấp phần lớn lượng cá hồi cho toàn nước Mỹ. Dân số ở mức 741.000 người của năm 2016, Alaska hoàn toàn là một vùng đất rộng lớn, hoang sơ và tràn đầy những món quà quý giá từ thiên nhiên. Nơi đây có Red Dog, mỏ kẽm lớn nhất thế giới, mỏ đồng, những giếng dầu ẩn sâu dưới lớp băng quanh năm lạnh giá. Các công ty khai thác cho biết là họ đã tìm ra một số mỏ dầu với trữ lượng lên tới 1.2 tỷ thùng. Hai hãng Kylos Energy và Apollo Global Management tuyên bố là họ đã tìm thấy dầu mỏ khổng lồ ở vùng biển thuộc Vịnh Smith tại Alaska. Đây là mỏ dầu lớn nhất được tìm thấy trên lục địa Mỹ trong vòng 30 năm qua. Những năm gần đây thì nhiều người Nga cho rằng tổ tiên của họ đã sai lầm khi bán Alaska cho Hoa Kỳ với giá quá rẻ. Người Nga dù tiếc nuối và hy vọng chuộc lại đứa con hoàng từng bị bỏ rơi 150 năm trước. Sau sự kiện Nga xác nhập Crimea vào năm 2014 trên trang web của Tòa Bạch Ốc đã xuất hiện một bản đề nghị với chủ đề Alaska hãy quay về với Nga với hơn 35.000 chữ ký đề nghị rằng Nga xác nhập vùng lãnh thổ mà họ từng trao đi. Nếu đơn yêu cầu này thu hút được 100.000 chữ ký trong một tháng, thì chính quyền tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó sẽ phải phản hồi chính thức theo luật, dù bán đề nghị này sau đó đã bị hủy. Nhiều ý nghĩ cho rằng một ngày nào đó Nga sẽ lấy lại Alaska. Ngay tại Mỹ thì dù Alaska đã trở thành một trong những tiểu bang giàu nhất, thỉnh thoảng vẫn có những tranh luận mua Alaska được hay mất. Theo các nghiên cứu nội bộ, thì chi tiêu của Mỹ cho Alaska nhiều gấp đôi số tiền thu về cho ngân sách từ đây. Alaska có thời tiết khắc nghiệt, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn những vùng khác, nên cần nhiều tiền hơn để xây cất đường xá. Trong khi nguồn thu về từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, phần lớn thuộc về cư dân địa phương, chính phủ Mỹ phải bỏ ra ngân sách để giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh việc mua Alaska theo đúng nghĩa đen là bị ép buộc đối với Mỹ vì không hào hứng với điều đó cho lắm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lúc đó Nga đã từ chối rất nhiều đề xuất từ Anh quốc, sẵn sàng mua Alaska với số tiền gấp 3 lần, số tiền mà Mỹ cuối cùng đã trao cho Nga để mua Alaska. Câu hỏi là ai lời ai thiệt từ thương vụ Alaska hay là liệu Nga có lấy lại Alaska hay không? chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi trong tương lai đặc biệt khi mối quan hệ giữa nga và mỹ tiếp tục leo thang